Chúng tôi sử dụng cái nệm thông quyệt này á, cái giấc ngủ tôi đến thật là tuyệt vời, coi như là tôi ngủ rất là ngon, không phải trăn trở, không phải là thức giấc nửa đêm, mà ngay cả vợ tôi cũng vậy nữa. Hai vợ chồng xong đêm ngủ ngon giấc, thấy dậy thấy tinh thần nó sảng khoái thoải mái, thì tôi cũng tìm hiểu thêm về thông quyệt này. Tôi có hỏi con gái tôi thì cháu nó nói cái nệm này á là thông quyệt này á là bảo hành, nó là bảo hành nó cho tới 15 năm lận đó. Nếu mà bố mẹ nằm trong thời gian bảo hành mà nó có hư gãy cái gì cứ báo con, là ở trên thông quyệt họ sẽ đổi lại cho mình nệm mới liền. Nói ở trời hay vậy đó hả. Tôi rất là ngạc nhiên cái chế độ mà bảo hành của nệm thông quyệt. Rồi một phần nữa về cái giá cả thì tôi thấy nó cũng rất là phù hợp, hợp lý với lại cái mức sống, cái sinh hoạt mà của những gia đình bình thường cũng có thể mua được. Và điều kiện á, nằm thoải mái, mát mẻ, chúng tôi rất là thích và ưng ý cái bộ chăn ra gối nệm thông quyệt này. Tôi cũng cảm ơn công ty nệm thông quyệt đã có những cái sản phẩm tốt như thế này và đã tạo cho chúng tôi có những giấc ngủ ngon. Không riêng gì tôi và tất cả mọi người đã sử dụng thông quyệt thì sẽ cảm nhận được là thông quyệt đã mang đến cho chúng tôi có một sức khỏe và có một cái cuộc sống vui tươi hạnh phúc.